đêm rồi anh em. Đấy, sắp rạng sáng đến nơi rồi mới ăn được một con thôi. Nay chim đi muộn quá, hôm mà được sớm lắm anh ạ. Đấy, dính đây chịch to lắm. Đấy, đầu tư anh nơi mới chiều chẳng phát ăn đòn ngay. Nó xoắn như thế này thì chim không thể ra được anh ạ. Cái này là đâm từ bên này sang anh nhỉ? Bên này sang vẫn nằm đây, chưa vào túi. Nhưng căn bản lưới nó nhiều thịt. Lưới này mai phải căng lại anh nhỉ? Dây giường nó hơi trùng. Cái loa đài đánh vào khu vực đây. Cái này đâm giữa mặt loa luôn nhỉ? Cái loa mấy mét này? Đây này, loa này anh nhỉ? Anh chỉnh cho nó nhỏ nhỏ tiếng tí nữa anh. Đây rồi. Béo mút. Cái loại này chưa màu chưa đỏ anh nhỉ? Đỏ này không phải roi, con đực con cái nhỉ? Đây chắc con cái. Con đực bao giờ nó đỏ như sáng nay ấy, một đôi. Con đực con cái đỏ. Con đực bao giờ nó đỏ. Dính đây nhỉ? Cái này dễ dần ra, muộn nó sẽ chết. Chết không chết được. Thắt cổ. Mấy con thắt cổ chết. Quấn thò. Bắt đầu chim bây giờ mình đi. Xong, cánh bắt đầu xoay lại cái lưỡi này. Mẹ này thời tiết đẹp quá mà chim cổ đi vô vật thế. Kia được con gì rồi ấy? Con cò, cò nó đứng ở giường. Mẹ kéo. Sao con đây sao này nhỉ? Sao lại nhẹ nhìn bên này? Ui giời đi. Sao giá nhặt này 5.000 nữa. Con này được 7.000 ấy. Đi xe. Chán đời ông. Sáng sáng là cái giống cỏ này nó mắc nó mới nhiều. Lại lại nhã. Mẹ chồng vẫn là cái nhận thức thật. Chồng cái điểm thích thật. Đại ca. Mất hút thì thế. Xèo lắm. Đây chim đây anh em. Nửa đêm bắt đầu mới lộ. Lát nữa được quay tiếp tục cho anh em xem nhé. Đây là 5 giờ sáng rồi anh em này. Đấy đi gỡ thì thấy lưới dính khá là nhiều rồi. Không biết là chích hay là con gì đây. À đây. Đinh cỏ thôi anh em. Cái cỏ này lại nhiều thế. Úi giời, võng hết cả lưới mà. Quánh tinh cỏ thôi. Đây 3-4 con ở cánh này. Đây một con này. Đây 2 con này. Đấy, một con còn nằm dưới bờ này. Chắc rơi xuống. Úi dồi, tinh cò này. Đây, cò đang đuổi bọ này. Đây. Cũng chạy thằng bố nó ở đây này anh em này. Đây, một con cò nữa này. Tinh cò thôi. Kìa, khả năng được một con chích ở kia. Cái cò đây này. Úi dồi, cò nó dính nó phải. Đã man luôn anh em. Được một con chích nữa. Ui giời cò này. Rồi, tiếp tục đây được một con chích rồi. Đây chích đây. Chích đây anh em. Chích đấy. Đấy. Thế là tối là được 2 chích rồi. Ui giời cò nó dính ở bên kia kìa. Mẹ cha nó hôm nay không biết ngày gì cò nó về nhiều lắm anh em ạ. May quá được thêm một chích nữa. Cò này đánh kinh tế là khá là ok anh em ạ. Đây cò này. Lốm chốm luôn. Tinh cò đây.
đây thêm hai con cò nữa, cứ từng chích cơ, không phải hai cò, một cò, mấy dịch tay đóng ngoằng cả, thêm cò nữa này. Đấy, tổng ngày hôm nay thì được hai chích thôi anh ạ, thì cò thì được nhiều lắm. Đấy, anh em nào mà có nhu cầu về lưới đánh chích này, loa đánh chích thì anh em liên hệ trực tiếp cho cơ sở em nhé, thông qua cái số điện thoại em để ở góc màn hình video ấy. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.